Game hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái tuần thứ 9. Nội dung của chúng ta trong buổi học ngày hôm nay sẽ là phương pháp đồ thị để giải các bài toán tối ưu hóa với hai tham biến và với các ràng buộc tổng quát, nghĩa là cả đẳng thức và bất đẳng thức. Thì trong buổi học này các em chú ý là các em lên lớp phải mang laptop mà có cài MATLAB bản 2009 và Compa để chúng ta có thể vẽ được các cái đồ thị. Đó. Vì buổi học ngày hôm nay rất là quan trọng. Chúng ta cần phải vẽ rất là nhiều. Và bài tập về nhà của các em thì cũng sẽ có hai bài tập. Một bài là về các cái ràng buộc bất đẳng thức. Và một bài thì vừa có ràng buộc đẳng thức và ràng buộc bất đẳng thức. Bắt đầu chúng ta sẽ nghiên cứu cái chủ đề ngày hôm nay thì nó nằm ở trong chương 7. Như vậy thì trước hết thầy xin đặt vấn đề. Tức là thế này các em ạ, trong rất là nhiều những cái bài toán thiết kế, những cái bài toán mà kỹ thuật phức tạp khi mà cái số lượng hàm ràng buộc ở dạng bất đẳng thức hay là đẳng thức của các em là rất là nhiều, tức là có rất nhiều ràng buộc. Thế mà tuy nhiên á, thì cái hàm mục tiêu và các ràng buộc á, thì nó chỉ có hai tham biến thôi, hai thôi nhá, ba cũng không được. Ở đây chỉ có hai tham biến thôi. Thì nếu với những cái bài toán như thế á, thì nhiều khi á, chúng ta áp dụng pháp đồ thị thì sẽ đem lại cái hiệu quả tốt hơn, đồng thời là đưa ra một lời giải trực quan và dễ hiểu. Như vậy tóm lại là cái phương pháp đồ thị này nó ứng dụng được trong những cái bài toán mà chỉ có hai tham biến. Đó, thì nhắc lại như vậy. Và hơn nữa là trong một số trường hợp á, thì khi mà lời giải cần phải tìm là một số nguyên thì phương pháp đồ thị trong trường hợp này lại giúp tìm ra kết quả dễ dàng hơn mà không cần phải sử dụng những kỹ thuật phức tạp khác. Đó. Thế thì đấy là cái ý nghĩa của cái phương pháp đồ thị. Và hơn nữa thì đối với cái môn học mà tối ưu hóa ở cái bước cơ bản như thế này á, thì cái việc mà hiểu được cách thế nào là ràng buộc, thế nào là mục tiêu vân vân với cái trực quan thì là một cái điều rất là quan trọng để giúp các em hiểu được cái môn học. Cho nên là cái bài này nó vừa có ý nghĩa là về mặt giải quyết vấn đề kỹ thuật mà nó lại vừa có ý nghĩa về mặt sư phạm nữa để cho các em có thể hiểu rõ được cái môn học này. Vậy thì ba bước cơ bản của cái phương pháp này thì thứ nhất là các em phải vẽ được các cái đồ thị của cái hàm ràng buộc. Rồi từ cái đồ thị của cái hàm ràng buộc được vẽ lên thì các em sẽ xác định được miền lời giải hợp lệ, tức là cái vùng diện tích được giới hạn bởi các đường cong ràng buộc mà và các cái lời giải của chúng ta được phép nằm ở trong cái vùng hợp lệ đó. Mà nằm ngoài vùng hợp lệ đó ra thì rõ ràng nó không được coi là vùng hợp lệ, đó không được là lời giải. Và các cái đường cong là đường đồng mức của hàm mục tiêu để xác định được cực trị cho cái miền hợp lệ. Thì đường đồng mức là gì tí nữa chúng ta sẽ nghiên cứu. Và chú ý là chúng ta đi theo hướng của gradient để đến điểm cực trị nhưng phải lại là trong khuôn khổ của miền hợp lệ. Thì đây là một số những khái niệm mà chắc là nếu mà nói ngay từ ban đầu thì các em sẽ chưa hiểu, thì bây giờ chúng ta sẽ dần dần nghiên cứu. Bây giờ để minh họa cho các em một cách dễ hiểu để các em cảm nhận được cái phương pháp đồ thị thì chúng ta sẽ bắt đầu từ một cái bài toán đơn giản. Nó là nói chung là quyết tuyến tính. Thì cực đại hóa, các em cần phải cực đại hóa cái hàm số f có hai tham biến là x1 x2 là bằng 400x1 cộng với 600x2 với là các cái ràng buộc 1 2 3 4 5 cái ràng buộc các em. Thì các em thấy rằng ở đây đây thì năm cái ràng buộc mà nếu như mà đây là bất đẳng thức thì ta nhớ rằng là nó sẽ là 2 mũ 5 trường hợp, em hiểu ý nữa không? 2 mũ 5 trường hợp thì rất là phức tạp, tất nhiên là trong số 2 mũ 5 trường hợp đấy thì không phải là trường hợp nào cũng nó cũng có nghiệm. Thế thành thử ra là chúng ta làm như vậy thì nó sẽ hơi là cực nếu mà chúng ta giải tay. Thì bù lại thì chúng ta hôm nay sẽ giải quyết bài toán này bằng pháp đồ thị. Thì như vậy thì bước 1 thì các em sẽ kẻ hệ trục tọa độ x1, x2. Rồi, đương nhiên rồi, bởi vì chúng ta làm phương pháp đồ thị thì chúng ta phải có hệ trục tọa độ. Và chúng ta sẽ nhìn vào các cái ràng buộc để dự đoán một cách tương đối về khoảng giá trị của các tham biến. Ví dụ ở đây ta có thể lấy được từ 0 đến 25. Là bởi vì là các em hiểu rằng là ở hệ trục tọa độ thì chúng ta lấy là khoảng độ từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Em hiểu vấn đề không? Thì ở đây là do x1, x2 đều là dương cả, cho nên là chúng ta lấy góc phần tư thứ nhất là được. Chỉ có điều nó lấy từ đâu đến đâu thôi. Thì trong nhiều trường hợp khoảng giá trị trên các trục chỉ có thể xác định sau khi vẽ các đồ thị, chúng ta áng chừng thôi, thì phần lớn là như vậy. Rồi bước thứ hai thì chúng ta sẽ vẽ các cái đường ràng buộc bất đẳng thức. Thì ta xét ràng buộc đầu tiên thì ta bỏ dấu bất đẳng thức nhỏ hơn hoặc bằng đi để ta vẽ cái đồ thị là đường là x1 cộng với x2 trừ 16 bằng 0, là x1 trừ x2 bằng trừ 16 bằng 0, là ta vẽ đồ thị đường trước. Rồi thì trên đồ thị đường ta mới hiểu đâu là cái vùng nào là vùng nhỏ hơn bằng 0, vùng đâu là vùng lớn hơn bằng 0. Đây. Thế đây các em vẽ cái đồ thị của cái đường là x1 cộng x2 trừ 16 bằng 0 thì nó là cái đường thẳng chéo này, đúng không? Nó sẽ đi qua điểm 0, 16 và 16, 0. Rồi sau đó thì là ta phân định miền bất đẳng thức. Thì ta có thể dựa vào tọa độ của một điểm thuận tiện
không nằm trên đường cong ràng buộc thuộc một trong hai miền, thì từ đó ta xác định được dấu của cả hai miền phía đường cong. Thí dụ như ở đây ấy, thì em sẽ xét cái điểm 0,0 chẳng hạn, đúng không? Thì 0,0 ấy, thì em thế 0 cộng với 0 thì nó sẽ nhỏ hơn 16. Thì tức là nếu mà 0 cộng 0 trừ 16 thì nhỏ hơn 0. Như vậy thì đây mới là miền hợp lệ này. Do cái điểm 0 này thôi mà ta biết rằng là bởi vì 0 nó hợp lệ, thì do đó cái miền hợp lệ của nó phải là cái miền ở phía dưới này. Bởi vì cái đường thẳng của chúng ta nó chia mặt phẳng chúng ta ra làm hai miền, một miền thì lớn bằng 0 và một miền thì nhỏ bằng 0. Thì do đó thì tức là nhỏ hơn bằng 16 hoặc là lớn bằng 16 đó. Ừ. Cái đường thẳng đó thì là cái đường thẳng đó thì là bằng 16. Đó. Thì như vậy thì chỉ cần điểm 0,0 thôi là ta hiểu được rằng là cái miền hợp lệ là miền ở phía dưới, còn miền không hợp lệ là miền ở phía trên. Tuy nhiên thì nếu mà các em muốn nó chính xác hơn nữa thì em có thể là lấy một điểm khác nữa ở cái miền bên kia. Thì ta lấy ví dụ là điểm 10, 10 thì ta thấy là 10 cộng 10 thì lớn hơn 16 rồi, 20 lớn 16 rồi, thì do đó thì chắc chắn là cái miền không hợp lệ là cái miền ở phía trên bên tay phải của đường thẳng. Các em hiểu vấn đề không? Đấy. Bước 4 là các em sẽ vẽ các cái đường cong ràng buộc còn lại và xác định miền hợp lệ. Thì ta làm tương tự bước thứ 3 cho các đường cong ràng buộc. Ở đây thầy không nói kỹ hơn đâu. Về kỹ hơn về các cái đường thẳng thì lát nữa, hoặc là đến cái bài quy hoạch tuyến tính thì thầy sẽ giảng kỹ hơn. Ở đây đại loại là ban nãy ta vừa dựng được cái hình là 16 đây đúng không? Đây cái đường G1. Thì bây giờ ta dựng các đường còn lại thì nó sẽ là đường G2, G3 vân vân. Và đại loại rằng là khi mà các em làm xong rồi và còn cái đường là x1 thì lớn hơn bằng 0. X1 lớn hơn bằng 0 tức là bên tay phải, tức là bên tay phải của cái đường EA, mà x2 lớn hơn bằng 0 thì là phía trên đường AB. Thì do đó nó gom lại tất cả là 5 cái ràng buộc đó, thì nó gom lại cho các em thành một cái miền đa giác như thế này. Đó là cái miền ABCDE, là cái hình ngũ giác này. Các em thấy không? Thì cái lời giải của các em nó sẽ phải nằm ở trong cái hình ngũ giác này, đó là miền hợp lệ. Các em sẽ đi tìm cái cực trị của cái hàm số mà tất cả cái lời giải của nó chỉ có thể nằm ở trong cái miền hợp lệ ABCDE này mà thôi. Còn ngoài nó ra thì sẽ là không miền không hợp lệ. Cho dù là cái hàm số ở những cái điểm ở bên ngoài này nó có tốt hơn nữa thì nó vẫn không hợp lệ, thì do đó là không lời giải. Tóm lại là các em chỉ được tìm lời giải ở trong một cái miền hợp lệ này mà thôi. Đó. Ý nghĩa của cái bài toán là của cái tối ưu hóa mà các em được hiểu được là các cái ràng buộc là vì như vậy. Ràng buộc ở đây có nghĩa là không phải là các em có thể tìm được ở trong vô cùng, trong không gian vô cùng, mà các em chỉ được tìm trong một cái giới hạn không gian hữu hạn mà thôi. Thì đây, cái miền đa giác ABCDE này chính là một cái miền hữu hạn mà các em chỉ có thể tìm được cái giá trị tốt nhất trong số khuôn khổ của cái miền đa giác này mà thôi. Rồi bây giờ các em tập trung để thầy vẽ lại cái đồ thị này trên phần mềm, cho nên là các em để ý rằng là đây vẫn là ABCDE của các em đây, ABCDE đây nhá, các em chú ý này. Bây giờ đồ thị hơi rối một tí. Hơi rối một tí đây chính là những cái đường đồng mức các em. Đường đồng mức là những cái đường mà chúng ta đã được giới thiệu ở cái bài 1 rồi, hiểu vấn đề không? Và đầu tiên là các em sẽ tính cái vector gradient của hàm F thì nó bằng là 400 và 600, và các em giản lược đi các em thấy nó bằng 2/3. 2/3 là cái vector gradient này. Nó là cái vector mà ở đó thì cái đi theo cái hướng vector đó thì cái giá trị hàm F nó sẽ tăng dần. Các em hiểu vấn đề không? Đấy. Và cái đường như vậy thì đây này, tính gradient của hàm số để biết được hướng độ dốc khiến hàm số tăng. Thì trên hình các mũi tên thì đều song song với cái vector là 2 và 3. Tức là các cái mũi tên này là những cái mũi tên mà nó song song vector là 2, 3. Các em muốn vẽ cái vector này thì đơn giản thôi. 2 là x, 3 là y. Các em vẽ nó ra. Em sẽ có được cái điểm 2, 3 ở đây. Em nối với điểm 0 thì nó sẽ chính là cái hướng của vector này, gọi là vector gradient. Đấy. Như vậy thì trên hình các mũi tên đều song song vector 2, 3 thì chúng sẽ vuông góc với các đường đồng mức của hàm F. Ta vẽ hàng loạt đường thẳng song song nhau và vuông góc với vector gradient, vì đường đồng mức của F là các đường thẳng. Hàm F là một bậc 1 mà với hai biến. Tức là hàm F của các em cũng là hàm tuyến tính. Thì do đó nó là những cái đường thẳng. Thì do đó thì nó là những cái mặt phẳng. Thì do đó là chúng ta cắt những cái đường mặt phẳng đó thì nó tạo nên cái đường là cái đường đồng mức. Thì nó sẽ là vuông góc với vector gradient. Thì do đó các em có thể kẻ vector gradient rồi các em vẽ những cái đường thẳng ở vuông góc với nó. Thì đây đó, như vậy. Và như vậy thì đi theo cái hướng vector gradient thì hàm của em tăng dần. Đó, tăng dần. Thế thì nếu mà như vậy thì để hàm F đạt giá trị mà ngày càng lớn thì đường đồng mức cần đi theo hướng mũi tên của gradient, nhưng mà cần phải có một cái đường đồng mức xa nhất
mà vẫn chạm vào miền hợp lệ. Các em hiểu vấn đề không? Đây. Như vậy thì các em thấy rằng là càng đi, bởi vì đề bài yêu cầu chúng ta đi tìm maximum mà, đi tìm giá trị lớn nhất mà. Giá trị lớn nhất thì về về lý thuyết thì chúng ta cứ đi thật càng xa, cứ đi tiếp đi theo cái hướng mũi tên này đi thì nó càng tốt cái gì, càng lớn cái gì. Nhưng cái vấn đề là đi xa như thế nào để sao cho mà cái đường đồng bước đấy nó vẫn chạm được vào cái phần miền hợp lệ ABCD này, thì cái giá trị lớn nhất đó nó mới hợp lệ và chúng ta mới công nhận nó được. Vậy thì cái đường đồng mức mà xa nhất mà vẫn chạm được vào miền hợp lệ thì đó chính là, các em có để ý, chính là cái đường này không? Đấy, và nó chạm vào cái miền hợp lệ này tại cái điểm gì? Điểm D. Đó, các em hiểu ý thế không? Đó, xa hơn thì nó không chạm nữa, mà gần hơn nữa thì nó không phải là cái giá trị xa nhất có thể. Em hiểu vấn đề không? Đấy, gần hơn nữa thì nó sẽ chạm vào cái đường màu xanh lá cây này vân vân này, thì nó sẽ chưa phải là giá trị lớn nhất. Cho nên là xa nhất mà có thể thì đó chính là điểm D này. Cho nên là ta thấy chính là điểm D. Vậy thì D này chính là gì? Chính là giá trị, tức là cái tọa độ của điểm D này chính là cái nghiệm của bài toán đấy. Ừ, cái vị trí x1 x2 này ta thế vào giá trị hàm f thì hàm f sẽ là giá trị lớn nhất có thể mà vẫn thỏa mãn được cái điều kiện ràng buộc của bài toán. Đó, các em hiểu vấn đề chưa? Đấy, thế như vậy thì bước 6 là ta tìm tọa độ điểm D là điểm mà ta nhận thấy rằng là cái hàm f đạt cực đại mà vẫn thỏa mãn miền hợp lệ. Thì dễ dàng nhận thấy D là giao điểm của hai đường cong ràng buộc G1 và G2. Đây, các em để ý D là giao điểm của hai đường G1, tức là đường màu xanh lá cây là đường x1 cộng x2 trừ 16 bằng 0 mà nãy ta nói đó. Và đường G2 là cái đường mà màu xanh 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 này này. Đấy, cái này thì nó là có giá trị là đường G2 thì nó có phương trình là x1 trên 28 cộng x2 trên 14 bằng 1 đấy. Thì đây là giao điểm, điểm D là giao điểm của hai đường thẳng này, hai đường ràng buộc này, và chúng ta chỉ cần giải hệ phương trình này là ta sẽ ra được cái nghiệm của nó sẽ là 4 và 12, có nghĩa là x1 thì sẽ bằng 4 ở đây và x2 sẽ bằng là 12 ở đây. Và đây chính là nghiệm của bài toán, và ta thế vào hàm số f ban đầu thì ta sẽ ra được giá trị lớn nhất mà vẫn thỏa mãn được miền hợp lệ. Vậy ta kết luận rằng cực đại của hàm f bằng 8800, với x1 thì bằng 4 và x2 thì bằng 12. Các em thấy rằng là bài toán này thì chúng ta giải bằng pháp đồ thị thì rất là hợp lý, rất là hay và rất là nhanh đúng không các em? À, mà nó rất là trực quan nữa. Chứ còn nếu mà chúng ta giải bằng phương pháp KKT, Karus-Kata thì đấy, như thầy vừa nói thì có đến 5 ràng buộc thì 2 mũ 5 thì rất là nhiều trường hợp. Mà trong đó thì sẽ có rất là nhiều, bởi vì em thấy là nghiệm của bài toán này chỉ có một thôi đúng không? Như vậy thì 2 mũ 5 trường hợp cơ mà. 2 mũ 5 trường hợp là bao nhiêu? 2 mũ 5 trường hợp thì tức là 32 trường hợp, mà trong đó thì nó 31 trường hợp là vô nghiệm, chỉ có một trường hợp là hợp lý thôi, thì nó chính là một trong 32 trường hợp đó chính là cái nghiệm đây này. Mà đây ta giải bằng phương pháp đồ thị thì rất là nhanh chóng. Đó thì đây cái ý nghĩa của cái bài, của cái phương pháp hình học mà các em đang học nó chính là như vậy, để các em cảm nhận được. Bây giờ bên cạnh đó các em, trước khi mà chúng ta đi sâu vào phương pháp đồ thị thì các em biết rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tình huống các em, rất là nhiều cái tình huống trong đồ thị. À, bây giờ các em sẽ ứng xử với chúng ra sao với những cái tình huống này? Thì đầu tiên tình huống thứ nhất là tình huống mà các em sẽ có nhiều lời giải, nhiều hơn một lời giải. Đó là khi mà cái hàm ràng buộc của các em mà song song với hàm mục tiêu thì chúng ta sẽ có tình huống nhiều lời giải. Đây, cụ thể các em để ý này. Bây giờ cực tiểu hóa hàm số là trừ x1 trừ đi 0,5x2 phải đi tìm giá trị nhỏ nhất của nó. Ừ, thì trong đó thì các em thấy rằng là ở đây thì các em có một cái nhiều những cái ràng buộc là 1 2 3 4 ràng buộc. Trong đó các em để ý cái ràng buộc này là cái ràng buộc số 4 này. Các em thấy là bây giờ tỷ lệ hệ số của x1 chia cho tỷ lệ x2 ấy, đây là trừ 1 chia cho trừ 0,5 tức là 2. Còn tỷ lệ ở cái ràng buộc ở đây em để ý này, nó cũng là 2 chia 1 là 2. Thì do đó là cái hàm mục tiêu và cái ràng buộc G2 này này là nó song song với nhau đấy. Đây các em để ý này. Thì đây là cái đường thẳng mà có cái phương trình của các em là 2x1 cộng x2 là 8, chính là cái đường này này. Và đây là cái miền là cái đường thẳng là đoạn thẳng BC, các em thấy không? Đó. Mà bên cạnh đó thì những cái đường đồng mức của các em đây, f bằng 1 này, f bằng 2, những cái đường đồng mức này, này là những đường thẳng song song với nhau này. Vector gradient của nó thì nó chính là ấy rồi, đúng không? Là vector là nó là -1 -2 -1 rồi, đúng không? Đấy. À, -1 -2. À, xin lỗi, -2 là 2 -2 -1 -2 -1. Đấy. Thì vector gradient của các em thì là nó sẽ vuông góc với các đường đồng mức này. Thì tuy nhiên các em thấy rằng là có một cái đường đồng mức là nó sẽ là gì? Nó sẽ là trùng với cái đoạn BC này.
Em hiểu vấn đề à? Ở đây vector gradient của em là nó đi xuống nha. Trừ 2 và trừ 1 thì là nó sẽ đi xuống. Tức là em càng đi từ phía này đi 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 xuống dưới này thì hàm f càng tăng. Đây em để ý này, ở đây là đang từ trừ 3. Cái đường đúng mức này là f trừ 4 này. Đường đúng mức này là f trừ 3 này. Đường đúng mức này là f trừ 2. Đường đúng mức này là f trừ 1 này. Thì em càng đi ở phía này thì càng tăng. Do đó thì càng xa nhất mà vẫn chạm, tức là ở phía này mà vẫn chạm vào cái thằng này thì thằng này sẽ là nhỏ nhất. Nhưng mà do là cái đường đúng mức này nó song song với lại là cái đường cái ràng buộc này, cho nên là các em thấy rằng là có rất nhiều nghiệm. Tất cả những cái điểm nào nằm trên cái đường màu đỏ này thì đều là nghiệm cả. Các em hiểu vấn đề không? Bởi vì nó cùng nằm ở trên đường đúng mức, cùng có một giá trị, nhưng mà nó lại là cũng thỏa mãn cái ràng buộc của các em. Thì do đó là tất cho nên là cái trường hợp này thì các em sẽ có rất là nhiều nghiệm, rất là nhiều lời giải. Đó. Và nó cùng đem đến một cái giá trị nhỏ nhất của cái hàm mục tiêu là bằng trừ 4 đấy các em, trừ 4 đấy. Tình huống theo là tình huống không giới hạn miền lời giải. Khi mà ta bỏ sót các cái ràng buộc hay hoặc là phát biểu bài toán sai, bài toán tối ưu, hay hoặc thậm chí là người ta vẫn có thể là cố tình cho như vậy, và để các em phải hiểu được cái vấn đề. Tức là ví dụ bây giờ như này, cho cái cực tiểu với hàm số là như này, là chứ x1 cộng với lại là 2x2. Và với các cái ràng buộc như này, nhưng mà các em để ý là cái miền ràng buộc này khi mà các em vẽ lên hết đó, đây là 1, 2, 3, 4 miền ràng buộc. Thí dụ như là bây giờ là trừ 2x1 cộng với x2 nhỏ nó bằng 0. Thì cái miền của nó thì là phải ở dưới này. Đó, phía dưới này. Thế sau đó là trừ 2x1 cộng 3x2 nhỏ nó bằng 6. Xin lỗi, trừ bằng 6 là cái thằng BC này thì nó nhỏ hơn dưới này. Còn cái mà trừ 2x1 cộng 3x2 nhỏ bằng 0 á, thì nó là ở bên tay phải này. Tiếp theo là nói chung là tiếp tục là các cái phần này ở trên cái đường x1 này thì là phía trên. Nhưng mà cái ràng buộc là trừ trừ x2 nhỏ bằng 0, tức là x2 phải lớn bằng 0 á, thì nó ở phía trên, thì yêu cầu là cái miền hợp lệ ở mà theo cái ràng buộc này thì là ở phía trên. Và sau đó là trừ x1 nhỏ bằng 0, tức là x1 phải lớn bằng 0, tức là phía bên tay phải. Thế thì sau khi mà các em vẽ xong được là bốn cái ràng buộc này rồi thì các em thấy rằng là cái miền hợp lệ của nó là nó kéo dài tận vô cùng ở đây này, nó là cái miền như thế này, nhưng mà nó mở ra ở phía bên này. Em hiểu vấn đề không? Nó mở ra phía bên này, mở ra mãi như mãi như này, thì rõ ràng là nó là vô cùng, rất là vô cùng. Thì do vậy thì do đó thì khi mà ta vẽ các cái đường đúng mức á, thì ta thấy rằng là nó càng đi bên tay phải thì nó vẫn còn cái chỗ mà nó không thể nào dừng được. Có nghĩa là cái miền hợp lệ nó mở rộng đến vô cùng bên tay phải, cho nên là không có cái lời giải tối ưu hữu hạn nào cả. Thế thì do đó thì các em xem lại cái phát biểu của bài toán, hay hoặc là nếu mà đề thi nó ra như vậy thôi thì em phải kết luận là không tồn tại cái điểm cực trị, hay là em ghi là cực trị là ở bằng vô cùng. Đó. Thì cái tình huống này là chúng ta có thể gặp trong bài tập về nhà hay là đi thi, thì các em phải hiểu. Theo là còn một cái tình huống là không khả thi nữa, tức là không có lời giải nữa. Thì khi mà các cái ràng buộc mâu thuẫn nhau khiến cho miền lời giải là miền tập hợp rỗng. Thí dụ như là bây giờ em có là cái ràng buộc là có ba cái ràng buộc như thế này. Thì ở đây á, thì khi mà các em vẽ lên á, thì nó là đồng thời, ví dụ như là cái miền hợp lệ nó phải nằm ở trong cái khoảng cái tam giác này, nhưng mà đồng thời nó phải nằm ở trong khoảng hình tứ giác này, thì làm gì có cái chuyện mà lại vừa nằm trong cái miền tam giác này mà lại vừa nằm trong cái miền tứ giác này, không có cái chuyện đó. Thì do đó thì miền hợp lệ phải là giao của hai miền, và hai miền này phải hoàn toàn không có một khoảng trung, cho nên giao của nó là tập hợp rỗng. Thì như vậy thì bản thân các cái ràng buộc đã mâu thuẫn nhau thì nó không tồn tại vùng hợp tìm kiếm hợp lệ, do đó bài toán trở nên là vô nghiệm, nó không tồn tại miền hợp lệ. Đó. Ta phải xem lại đề bài hoặc là ta phải kết luận được là không tồn tại lời giải. Giờ các em xét ví dụ thứ hai cùng với thầy để các em hiểu này. Bây giờ đề bài yêu cầu cực tiểu hóa hàm số hai tham biến f(x1x2) bằng là 2,4608 nhân 10 mũ 5 nhân cho x1x2, phải đi tìm cực tiểu của nó. Với các ràng buộc là ta có là cái biểu thức như sau: 10 mũ 7 chia cho 2π nhân x1x2 trừ đi 248 nhân 10 mũ 6 và nhỏ bằng 0. Sau đó là 10 mũ 7 trừ đi π mũ 3 nhân cho 207 nhân 10 mũ 9 nhân cho x1 mũ 3 nhân cho x2 chia cho là 4 nhân 5 nhân 5 phải nhỏ bằng 0. Sau đó là x1 lớn hơn 0 và x2 lớn bằng 0. Tại sao lại có cái bài toán nó phức tạp như thế này? Thì đấy là một cái bài toán kỹ thuật nào đó thì chúng ta không thể biết được. Nhưng mà các em để ý rằng là trên thực tế thì những cái bài toán kỹ thuật của chúng ta là nó đa dạng như vậy, nó khó lường như vậy, rất là khó lường. Rồi. Thế thì bây giờ là bài này yêu cầu đi tìm cực tiểu. Đi tìm cực tiểu. Thế thì chúng ta phải vẽ cái miền hợp lệ.
Đầu tiên là cái đường cong, các em để ý là cái đường cong đầu tiên là 10 mũ 7. Cái này này, đường cong đầu tiên này ta gọi là G1. Thì các em sẽ vẽ cái đường cong G1 này thì nó có hình dạng là cái đường bột xanh lá cây, thấy chưa nào? Đấy. Tiếp theo thì như vậy thì nếu như mà nhỏ hơn bằng 0 á thì ở đây á thì có nghĩa là nó phải ở phía trên, toàn bộ là cái phần ở phía trên này, toàn bộ cái phần phía trên đường xanh lá cây này là miền hợp lệ đối với lại là cái đường G1. Rồi, tiếp theo là em lại có cái đường G2 là cái đường này, là có đường của biểu thức này. Thì nó lại là cái đường bột xanh dương, đó chưa nào? Đấy, một xanh dương. Thì cái miền hợp lệ của nó thì sẽ phải là ở cái miền bên tay phải. Tại sao biết được thì các em chú ý là các em thấy cái điểm điểm không rồi nhá. Một cái điểm bất kỳ vào đây các em sẽ hiểu được thôi. Nó có thỏa mãn được cái biến đẳng thức hay không? Nếu mà thỏa mãn thì tức là cái miền hợp lệ ở cái phía đó, mà nếu không thỏa mãn thì nó ở phía đối diện, đấy chưa nào? Rồi, như vậy thì sau đó là x1 phải lớn bằng 0, x2 lớn không, tức là nó phải thuộc góc phần tư thứ nhất. Thì như vậy ở trong cái bài toán này với bốn cái ràng buộc này thì các em thấy rằng là miền hợp lệ sẽ là cái miền mà được tô vàng, các em, tô vàng này, bởi vì em thấy là cái miền tô vàng này thì nó vừa thỏa mãn được màu xanh dương mà vừa thỏa mãn được màu xanh lá cây, đúng không các em? Đó, thì ví dụ như ở cái chỗ này, cái chỗ màu trắng này thì nó thỏa mãn màu xanh dương mà lại không thỏa mãn màu xanh lá cây này, còn cái chỗ này thì nó thỏa mãn màu xanh lá cây mà lại không thỏa mãn màu xanh dương. Như vậy thì phải là giao của hai phần này thì cái phần màu vàng này thì nó vừa thỏa mãn được cả hai đường đường cong và thỏa mãn được cả là nó thuộc góc phần tư thứ tư rồi. Thì tuy nhiên là nó cứ phát triển lên phía trên, nó là một cái miền mở các em. Nó miền mở, nó sẽ phát triển tiếp lên phía trên này. Ở đây thì cái không gian nó không có nên ta không vẽ thôi. Nhưng mà thực tế là nó phát triển tiếp 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 nữa phía trên này. Thế bây giờ là cái gradient của cái hàm x1 nhân x2 này thì nó là cái hàm đường đúng mức của nó thì sẽ là những cái hàm hyperbole. Thì ở đây thì chúng ta sẽ tính được cái vector gradient của nó. Vector gradient của nó thì nó cho thấy rằng là đi theo cái hướng mũi tên thì là cái hàm nó sẽ càng đi lên. Như vậy thì chúng ta sẽ cần là cái nơi đâu mà nhỏ nhất. Như vậy thì cái nơi đâu mà nhỏ nhất mà nó vẫn còn dính đến cái gì? Nó dính đến là cái miền hợp lệ này thì chắc chắn là phải là cái điểm A này, em thấy không? Bởi vì là các cái đường đúng mức này nó càng đi lên thì nó càng là càng tăng giá trị lên, bởi vì là cái vector gradient em thấy rằng là nó thể hiện là cái hàm mà giá trị cái giá trị là hàm tăng lên mà. Thì như vậy thì thấp nhất của nó có thể được thì là nó chỉ ở đây thôi, đúng không em? Như vậy thì sẽ là một cái đường cong hyperbola nào mà đi qua cái điểm A này thì sẽ là cái điểm nhỏ nhất. Thì ta biết trước được rồi, bởi vì nhìn trên đồ thị trực quan ta đã biết ngay là điểm A giao điểm của hai cái đường cong này sẽ là cái điểm giá trị nhỏ nhất của nó. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được cái tọa độ của nó, thì các em giải hệ cái hai phương trình này ra là G1 thì bằng 0, G2 bằng 0, đúng không em? Thì các em sẽ ra được là hai cái nghiệm này, và từ đó em thế vào hàm F thì em sẽ có được giá trị F và nhỏ nhất là bằng từng này. Đấy, còn nếu em không tin thì bây giờ các em có thể lấy một cái điểm có một cái giá trị bất kỳ x1 x2 nào đó mà nằm trong cái điểm màu vàng này, trong cái miền màu vàng này, thì các em thế vào cái hàm F này các em sẽ thấy là giá trị nó sẽ lớn hơn giá trị này, F sao này, rất là nhiều. Thì do đó ta kết luận rằng là giá trị cực tiểu của hàm số là bằng từng này với các cái giá trị của tham biến x1 x2 là bằng từng này. Đấy. Thì đây là một cái ví dụ thứ hai mà chúng ta dùng phương pháp đồ thị chúng ta có thể giải bài toán, mà tưởng chừng như là nếu mà chúng ta dùng phương pháp Karuskin-Tucker thì nó cũng khá là phức tạp. Ngoài cái việc mà hai mũ 4 trường hợp ra thì chúng ta phải những cái hàm của chúng ta là những cái hàm mà nó phi tuyến. Đấy. Thì ở đây thì dựa trên đồ thị thì ta vẽ ra. Tuy nhiên là đồ thị thì các em có thể là sử dụng công cụ MATLAB hoặc là các em phải có thể là biết được cái dạng của nó, các em phải vẽ tay được. Rồi, để cho các em thành thạo tiếp thì chúng ta xét ví dụ thứ ba là tương tự là chúng ta phải cực tiểu hóa cái hàm số fx 1x2. Ở đây thì nó có dạng giống như là một cái đường đường tròn đấy các em, nó hình tròn đúng không? X1 trừ đi 1,5 bình phương cộng với x2 trừ 1,5 bình phương, phải đi tìm giá trị nhỏ nhất của nó với ba cái ràng buộc là x1 cộng x2 thì nhỏ bằng 2, x1 và x2 đều là những số dương mà không âm. Thế thì miền hợp lệ thì chúng ta sẽ vẽ tuần tự, chúng ta sẽ vẽ các cái miền ràng buộc trước em. Đầu tiên thì x1 lớn bằng 0, x2 lớn 0 tức là nó ở góc phần tư thứ nhất. Rồi là x1 cộng x2 thì nhỏ nó bằng 2 thì tức là các em sẽ vẽ cái đường thẳng màu xanh lá cây này các em này. Thì cái miền hợp lệ của nó thì nó sẽ phải là ở phía dưới. Thì do đó thì các em sẽ thấy miền hợp lệ ở đây sẽ là một cái hình tam giác, đúng không em? Đây, hình tam giác đây, miền hợp lệ của em đây. Nhắc lại các em một lần nữa là nếu các em không tin thì các em thế điểm 0 0 vào cái ràng buộc thứ nhất thì 0 cộng 0 nhỏ hơn 2 rồi, thì vì do đó là cái miền phía này phải là miền hợp lệ. Mặt khác thì x1 phải lớn hơn bằng 0, x2 lớn không, thì do đó chúng ta có cái miền tam giác này. Rồi, thế bây giờ là cái vector gradient nó túa ra từ điểm tâm của cái hàm mục tiêu ấy. Có nghĩa là giá trị của hàm F sẽ tăng theo chiều của các mũi tên gradient đó. Nhìn như vậy thì ta thấy là cái giá trị nhỏ nhất mà gần tâm nhất, em hiểu vấn đề không? Tức là ở đây ấy, thì bây giờ là các kinh nghiệm của
ở đây các em thấy này, đầu tiên là các em sẽ tức là cái hàm hàm mục tiêu á, nó là một cái họ đường đường tròn các em, nó là một cái họ đường tròn đó, các em hiểu vấn đề không nào, nó là một cái họ đường tròn. Thì cái tâm của nó thì sẽ là điểm 1,5 1,5. Thì chúng ta sẽ đi tìm cái cực tiểu hay là cực tiểu của nó, nhưng mà phải nằm cho cái miền của cái tam giác này. Thì các em thấy rằng là cái đường cong đúng mức, đường tròn đúng mức mà gần nhất với cái tâm mà thuộc miền hợp lệ thì là nó sẽ tiếp xúc với lại là cái đường thẳng CB này, tại điểm A. Còn nếu mà cái đường cong đồng mức, đường tròn đồng mức đi tiếp nó túa ra thì nó xa nhất là chỉ có thể là ở điểm O mà thôi. Chứ nếu xa nữa thì cái đường tròn đồng mức này nó không nằm trong miền hợp lệ của tam giác, em hiểu ý thì nói không? Như vậy thì tóm lại là những cái đường tròn nào mà nó sẽ có cái đường mà giao với lại là cái miền hợp lệ này thì khả năng rằng là cái nghiệm của nó thì là nó ở trong cái phần đấy. Tuy nhiên ở đây là mình đi tìm cái điểm cực gì? Cực tiểu. Thì ta thấy rằng là giá trị nhỏ nhất là gần tâm nhất có thể mà vẫn thuộc miền hợp lệ, bởi vì nó càng túa ra, bởi em nhìn thấy cái vector gradient này là nó túa ra từ tâm, có nghĩa là càng đi xa khỏi tâm thì giá trị của hàm F thì sẽ càng tăng, em hiểu vấn đề không? Thì do đó thì cái nơi mà gần tâm nhất thì sẽ là nhỏ nhất, mà gần tâm nhất mà lại thuộc cái miền hợp lệ thì chỉ có thể là điểm A thôi. Thì do đó điểm A của các em sẽ là điểm có giá trị gì? Nhỏ nhất. Vậy thì điểm A này thì các em phải đi tìm tọa độ của điểm A để em mới có được kinh nghiệm của bài toán để hiểu vấn đề em nào. Cũng như là điểm xa tâm nhất thì thuộc miền hợp lệ là góc tọa độ O. Thì nếu như bài này mà yêu cầu các em đi tìm giá trị lớn nhất thì các em có tìm được không? Tìm được. Tìm giá trị lớn nhất của bài toán này thì nó chính là điểm 0,0. Thì em chỉ cần thế không ở đây thì em sẽ có là 1,5 bình cộng 1,5 bình, thì đó sẽ là giá trị lớn nhất của hàm số. Còn ở đây á thì giá trị nhỏ nhất của hàm số sẽ là điểm A, và các em sẽ đi tìm cái tọa độ của điểm A. Đó. Thế làm sao để tìm được cái tọa độ của điểm A này? Chúng ta xem slide tiếp theo. Để tìm giá trị của K để sao cho hai đường cong tiếp xúc nhau. Có nghĩa là bởi vì ở đây các cái đường đồng mức ấy, các em. Đường đồng mức ở đây là cái hàm f(x1, x2) thì bằng là cái này và bằng là k. Bởi vì với mỗi một cái k khác nhau thì cái đường đồng mức của nó sẽ là khác nhau. Vì thế thì em phải đi tìm cái giá trị của hàm đồng mức k để sao cho là cái đường cong đó nó sẽ tiếp xúc với là cái đường màu xanh lá cây này. Em hiểu vấn đề không? Em chú ý này, tìm giá trị của k để hai đường cong tiếp xúc nhau. Bây giờ là tìm k để cho hai đường cong là f(x1, x2) và k bằng 0, và cái đường cong là g là x1, x2 và k, tức là nó có ba tham biến là x1, x2 và cái k nữa bằng 0 tiếp xúc với nhau tại một điểm, và hãy tìm cái tọa độ giao điểm đó, cái giao điểm tiếp xúc đó. Thế thì cái ý tưởng ở đây chúng ta có rất là nhiều cách, thì cái cách một ở đây là ý tưởng nằm ở chỗ là ta tìm k để sao cho cái hệ phương trình sau có một cái nghiệm duy nhất. Có nghĩa là ở đây thì các em thấy rằng là đây là hai cái phương trình đúng không ạ các em? Thực ra là hai hai đường cong này, nhưng mà thực ra nó lại là hai phương trình. Về mặt toán học thì nó là hai phương trình. Và chúng ta sẽ đi tìm cái k sao để sao cho là cái hệ hai phương trình này nó chỉ có một nghiệm duy nhất. Thì đưa hệ phương trình về phương trình đại số rồi đặt điều kiện để nó chỉ có một nghiệm duy nhất. Có nghĩa là đang từ hệ hai phương trình thì ta đưa về một phương trình và ta đặt điều kiện để nó có một phương trình duy nhất. Thì cái cách một này nó chỉ là hữu dụng khi mà nếu cái phương trình duy nhất của các em nó là phương trình bậc 2. Thì các em biết rồi là phương trình bậc 2 có một nghiệm duy nhất khi mà cái định thức khi mà cái xin lỗi, khi mà cái delta của các em á, là bằng 0 thì đó có thêm một phương trình 3. Kết hợp với 1, 2 và 3 thì ta sẽ có hệ ba phương trình với ba ẩn là x1, x2 và k. Tức là cái delta này bằng 0 này, tức là nếu như mà giả sử các em đưa nó về một phương trình bậc 2 thì em sẽ giải phương trình là delta bằng 0. Đó. Đây, thế còn cách 2. Cách 2 thì là tìm k để hai đường cong vẫn là như vậy nhá. Thì trước hết là các em sẽ có xuất phát là từ có hai phương trình đúng không các em? Vẫn là f của x1, x2 và k bằng 0 và g(x1, x2, k bằng 0). Thì các em sẽ tính cái đạo hàm riêng của theo một trong hai tham biến x1 và x2 của hai phương trình đường cong. Ví dụ như là các em sẽ tính đạo hàm riêng theo biến x1. Thì tức là em sẽ đạo hàm của hàm f theo biến x1 bằng 0. Từ đây các em sẽ rút ra được là dx2 chia dx1 sẽ bằng là một cái hàm h nào đó phụ thuộc vào x1, x2 và k. Sau đó thì em lại tính đạo hàm riêng của hàm g theo biến x1. Rồi từ đây em sẽ tìm ra được là cái tỷ lệ là dx2 trên dx1 bằng một cái hàm l nào đó. Từ từ đó thì hai thằng này sẽ cùng là bằng nhau, vì vậy em sẽ đặt là cái phương trình là cái hàm h và hàm l phải bằng nhau. Từ đây em sẽ có phương trình thứ ba, và từ phương trình thứ ba này em kết hợp với trình 1 trình 2 thì em giải hệ ba phương trình ba ẩn là x1, x2, xk.
Đấy là về mặt lý thuyết thôi, còn tí nữa đến bài tập thì các em sẽ hiểu sâu hơn, mà ý tưởng của nó là như vậy nha. Rồi, bây giờ một chú số chú ý trong cái phương trình, trong cái đạo hàm riêng của các em ấy, thì bây giờ các em chú ý này. Nếu như em có một cái hàm g thì em là đạo hàm riêng của hàm g. Nếu như cái hàm g này là hàm phụ thuộc vào biến x2 thì đạo hàm của biến x2 theo theo dx1 á thì sẽ bằng là dx2 chia dx2 nhân cho dx2 nhân dx1. Thì do đó là em sẽ đạo hàm cái biến cái hàm số theo cái biến x2 nhân cho là dx2 chia dx1. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là nếu như mà đạo hàm theo biến x1 của hàm f x1 cộng với lại gx2 thì em sẽ có là đạo hàm, tức là đạo hàm của tổng thôi, thì sẽ là dfx1 trên dx1 và dgx2 trên dx1. Rồi sau đó thì sẽ bằng là như vậy thì là dfx1 trên dx1 thì nó đạo hàm của hàm f trên biến x1. Còn cái thằng này thì em vừa mới có được ở trên đây rồi thì em có kết quả đây, em đưa xuống đây, hiểu vấn đề không nào? Rồi tiếp theo là đạo hàm theo biến vi phân theo biến x1 của một cái tích của là fx1 nhân cho gx2 thì em cũng sẽ làm tương tự. Là đây em sẽ có là đạo hàm thằng này nhân cho gx2 cộng cho thằng này nhân cho đạo hàm của thằng này theo biến x1. Rồi từ đây thì những cái gì đã có thì em đưa xuống. Thì ở đây thì cuối cùng nó sẽ còn là f phẩy của x1 nhân cho gx2 cộng cho fx1 nhân cho là cái thằng ở đây em đưa nó xuống đây. Đó. Và tương tự thì em sẽ có là tổng quát là dx1 của x1 mũ n nhân số x2 mũ m thì em sẽ có được công thức như thế này. Tóm lại là đây là một số chú ý để cho em có thể ứng dụng để các em làm bài tập. Và cách 3 thì là cách này nó hay hơn nhất, nó dễ hơn nhất có thể. Thì đó, ý tưởng nằm ở chỗ là khi mà hai đường cong F và G mà tiếp xúc với nhau tại một điểm các em thì hai vector pháp tuyến là gradient của hai đường cong này sẽ song song hoặc là trùng nhau các em ạ. Rõ ràng là tại cái điểm mà nó tiếp xúc với nhau thì đương nhiên là cái vector gradient là cái vector mà vuông góc và là cái tiếp tuyến của hai đường cong này nó sẽ trùng nhau hoặc là song song với nhau. Thì do đó các em là chúng ta sẽ có ba phương trình này này. Phương trình thứ nhất là 1 và 2 thì là của hai đường cong này rồi. Thì thứ hai này là hai vector gradient mà song song với nhau thì điều đó có nghĩa là cái tỷ lệ là df trên dx1 trên dg trên dx1 thì bằng là df trên dx2 và dg trên dx2. Đấy. Thì chúng ta khi mà hai vector song song với nhau các em thì tỷ lệ của hai cái thành phần của nó là bằng nhau. Đó thì chúng ta sẽ có được phương trình thứ ba và các em giải hệ ba phương trình 1 2 3 thì các em sẽ tìm được x1, x2 và k. Rồi, bây giờ chúng ta lý thuyết đã xong, bây giờ chúng ta đi vào thẳng vào cái ví dụ này. Đây. Có nghĩa là bây giờ các em sẽ đi tìm k để cho cái đường đồng mức, tức là cái biểu thức f á, cái hàm f của x1, x2 và k á, thì ở đây nó chính là x1 trừ 1,5 tất cả bình cộng cho x2 trừ 1,5 tất cả bình mà trừ k bằng 0 nữa. Đó. Tiếp xúc với đường thẳng g phụ thuộc vào x1, x2 và k, và cái tổng quát thì ở đây tức là x1 cộng x2 trừ 2 bằng 0. Đó. Là có một nghiệm duy nhất. Thì cách 1 ở đây là chúng ta đưa về một cái phương trình bậc 2. Đấy, em hiểu vấn đề không? Đó thì các em dùng phương pháp thế thôi. Ở đây, đây phương trình bậc 2 của em đây. Nó chính là phương trình bậc 2 theo biến x thì 2. Ở đây ta có là 4x2 bình trừ 8x2 cộng cho 5 trừ 2k, phải có một nghiệm duy nhất. Thì chỉ có phương trình bậc 2 thì chúng ta thấy là có một nghiệm duy nhất khi mà delta phẩy thì các em thấy là bằng từng này và nó phải bằng 0, từ đó thì k của em bằng 1/2. Từ đây suy ra là x1 bằng x2 và bằng 1. Và như vậy thì hàm f của các em min là bằng 1/2. Đó. Tức là có nghĩa là cái vị trí của cái điểm mà tiếp xúc đây chính là 1 và 1. Đó, thì thực ra thì chúng ta nhìn trên đồ thị chúng ta cũng ước ước lượng được, nhưng mà tuy nhiên là để cho nó chính xác thì chúng ta phải tính toán cho nó cụ thể. Mà đây thì cái phương pháp 1 thì nó làm như vậy. Tuy nhiên các em chú ý là cái này nó chỉ đúng được khi mà cái phương trình chúng ta đưa về là bậc 2, thường là bậc 2 là chủ yếu, hiểu vấn đề không? Thì delta phẩy bằng 0 thì là một nghiệm duy nhất. Thế còn nếu như giả sử như là phương trình bậc 3 này chẳng hạn thì cũng có một trường hợp là trường hợp có một cái này ra, có một cái điều kiện để cho là nó có một nghiệm duy nhất, nhưng mà thầy nghĩ là không ai làm như vậy, không ai làm phương pháp đó thì nó sẽ rất là khó, nó không ai thể nhớ được cái công thức như thế được, bây giờ thầy cũng không thể nhớ được. Như vậy thì cái cách này thì nó dễ, là đối với những cái dạng bài mà các em biết rằng là các em đưa về phương trình bậc 2 được thì có thể làm được. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể hạn chế làm phương pháp này. Bây giờ phương pháp thứ hai ấy, thì là chúng ta có hai phương trình sau. Thì bây giờ là hàm f, các em để ý này. Hàm f của em là các em chuyển về là trừ k sang bên này, cũng như hàm g thì các em chuyển về là 2 sang bên này, về bên này thì thành trừ 2. Như vậy đến đây các em tính đạo hàm riêng theo biến x1 của hai phương trình đường cong. Vậy là đầu tiên là df trên dx1. Df trên dx1 thì sẽ bằng là cái thằng này đạo hàm, thế theo công thức này là các em sẽ đạo hàm theo biến x1 này.
đạo hàm thêm bên x1 ở đây thì em sẽ có là 2x1 trừ đi 2 nhân 1,5 tức là trừ 3. Sau đó thì cộng cho là 2 lần x2 dx2 trên dx1 trừ đi 3 là dx2 trên dx1. Thế thì đến đây thì các em chuyển vế. Và tất nhiên là cái df này phải bằng 0. Đạo hàm này bằng 0. Thì do đó thì các em chuyển về em có được là dx2 trên dx1 thì bằng cái tỷ lệ là 3 trừ 2x1 trên là 2x2 trừ 3. Tương tự thì dg trên dx1 thì các em cũng sẽ có được là, ở đây là đạo hàm nó theo bên x1 thì có là 1 thôi, và còn lại là dx2 trên dx1. Và phải bằng 0 thì từ đó các em sẽ có được là dx2 trên dx1 bằng trừ 1. Thì từ đây thì dx2 trên dx1 thì bằng hai cái này thì rõ ràng là em ráp hai cái vế phải này phải bằng nhau, từ đó em giải ra. Thì không phải em giải ra mà em sẽ có thêm một phương trình thứ ba. Và khi em có được phương trình thứ ba thì em giải hệ phương trình 1 hay 3 thì em sẽ có được là cũng là kinh nghiệm là x1 bằng 1, x2 bằng 1 và k thì sẽ bằng là 0,5 tức là 1/2. Đó thì đó là cách thứ hai, nhưng mà cách này thì thầy nghĩ rằng là các em cũng chắc là cũng sẽ loạn lên ở cái chỗ tạo hàm này đúng không? Sẽ cảm thấy nó không được dễ dàng lắm. Vì thế thì chúng ta đến phương pháp thứ ba. Phương pháp thứ ba thì ở đây chúng ta chưa làm được, thế để bài sau chúng ta làm. Đó thì như vậy thì cái phương pháp của chúng ta làm là như vậy. Rồi để cho các em thạo thêm một lần nữa thì chúng ta xét cái ví dụ thứ tư. Cho hàm f lúc này thì sẽ là x1 bình cộng x2 bình trừ đi 3x1x2. Và với một ràng buộc thôi, đó là x1 bình cộng x2 bình trừ 6 trừ nhỏ là bằng 0. Thế thì cái x1 bình cộng x2 bình trừ 6 nhỏ bằng 0 á, thì nó sẽ chính là cái miền ở phía trong của cái đường tròn x1 bình cộng x2 bình bằng 6, hiểu vấn đề không? Vì phải nhỏ hơn 0 mà, thì thực ra em thấy 0 ở đây thì em thấy là 0 cộng 0 trừ đi 6 thì nhỏ hơn 0 là đúng rồi. Như vậy thì cái miền hợp lệ của em sẽ là cái miền bên trong của cái đường tròn màu xanh lá cây này. Và cái hàm mục tiêu của em thì các em sẽ vẽ các cái đường đột mức. Thì cái đường đột mức ở đây nó là những cái đường kiparable. Các em để ý này, ở đây thì nó sẽ là có rất là nhiều những cái đường đột mức mà chi chít ở đây. Và các em để ý này, ở đây thì nó sẽ có là hai cái nửa, hai cái 1/4 chứ. Ở cái 1/4 thứ hai và thứ tư thì em thấy rằng là càng đi ra phía bên ngoài, càng đi ra xa thì hàm càng tăng. Thì ở dưới thì nói không? Đấy, hàm càng tăng. Rồi, thế còn ngược lại thì ở góc 1/4 thứ nhất và thứ hai thì các em để ý là càng đi về phía này thì hàm mới càng tăng. Mà nó cũng rất là khó nói. Nó tăng theo cái hướng là nó không có hướng theo một chiều mà nó kiểu như là nó túa ra, em hiểu vấn đề không? Đó. Nhưng mà tổng điều chúng ta chỉ biết rằng là điều là gì? Đây. Thì bây giờ ta thấy rằng là những cái đường đúng mức này nó sẽ có thể là tiếp xúc. Tiếp xúc với lại là cái đường cong này ở 4 điểm là A, B và CD. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem là chắc chắn rằng là ở đâu thì sẽ là cực đại, ở đâu là cực tiểu đây. Thì điểm A và B, điểm A và B này là hai điểm mà giá trị nhỏ nhất có thể. Điểm nhỏ nhất có thể. Và điểm CD là hai điểm có giá trị mà lớn nhất có thể. Lớn nhất có thể. Tại sao thế? Các em để ý này, ở đây là đi từ tâm ra thì càng đi ra khỏi tâm thì nó càng giá trị càng tăng. Các em hiểu vấn đề không? Càng đi ra đây giá trị càng tăng. Thì do đó mà tăng mãi nhưng mà nó không được tăng mà có thể mà bên ngoài cái đường tròn này được. Vì thế thì nó tăng đến ngay cái điểm này là nó tăng hết mức có thể rồi. Em hiểu vấn đề không? Chứ nó không thể tăng hơn được nữa. Tăng hơn được nữa thì nó không nằm trong vùng hợp lệ. Thì do đó ở đây C và D cũng vậy. Do đó thì C và D là điểm cực đại. Em hiểu vấn đề không? Tức là giá trị lớn nhất. Thế thì tương tự như ở đây cũng vậy. Thì bây giờ là càng đi vào bên trong này, càng đi về phía này thì cái hàm của chúng ta càng tăng, càng tăng. Như vậy thì nếu như mà đi ở cái góc 1/4 thứ nhất và 1/4 thứ ba thì đi sâu vào cái điểm không này thì hàm càng tăng. Nhưng mà rõ ràng là đi sâu như vậy thì càng tăng thì mà mình cần nhỏ nhất cơ mà. Cần nhỏ nhất thì rõ ràng là lúc này là ở đây sẽ là điểm nhỏ nhất của nó, điểm A này, bởi vì đi vào đây thì nó sẽ tăng hơn nữa. Cho nên là nhỏ nhất có thể ở đây sẽ là A và B. Đấy. Và đương nhiên thì điểm 0 chính là điểm yên ngựa. Đó là cái điểm yên. Như vậy thì ta phải tìm được tọa độ của những cái điểm mà tiếp xúc này, em thấy không? Đây A, B, C, D đều là chúng ta phải đi tìm cái giá trị đúng mức K để sao cho là các cái đường đúng mức này nó tiếp xúc với lại là cái đường ràng buộc này của các em. Đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ cùng xét ba cái phương pháp mà để chúng ta tìm được cái tọa độ điểm tiếp xúc. Như vậy thì em để ý này, bây giờ ta tìm tọa độ của ba điểm A, B, C, D bằng cách là tìm K để cho cái đường đồng mức. Đó là cái hàm ban đầu là x1 bình cộng x2 bình trừ 3x1 x2 bằng K. Nó phải tiếp xúc được với đường cong là x1 bình cộng x2 bình trừ 6 bằng 0.
và có một nghiệm duy nhất. Thì như vậy thì ở đây em có hệ hai phương trình, là hệ hai phương trình mà là bậc 2 thì có một nghiệm duy nhất. Thì khi mà chỉ khi ấy, đó là cái x1 x2 ấy, thì nó bằng là 2 trừ đi k chia 3. 2 trừ đi k chia 3. Sao lại thế? Tại vì x1 bình cộng x2 bình thì đây bằng 6, thì em thế nó vào phương trình này. Từ đây thì em suy ra là x1 x2 bằng là 2 trừ đi k trên 3. Rồi từ đây thì các em sẽ làm những cái phương pháp biến đổi ý. Em hiểu vấn đề không? Thì ở đây thì em sẽ có được cái điều kiện là k nó phải lớn hơn bằng trừ 3 và nhỏ hơn bằng 15. Và tiếp tục thì em biến đổi là em sẽ có được là hệ hai phương trình này thì phải để có một nghiệm duy nhất. Thì như vậy thì nói chung là đây là các em sử dụng cái việc mà biến đổi của cái phương trình bậc 2 thôi, không có nghĩa gì cả. Và như vậy thì là k ở đây em tìm ra được thì hoặc là bằng trừ 3 hoặc là bằng 15. Đấy, thì nó sẽ thỏa mãn điều kiện là lớn hơn bằng trừ 3 và nhỏ bằng 15 mà. Thì đây nó sẽ bằng trừ 3 và 15 hoặc là 15. Thì em thế hai giá trị k vào một trong hai phương trình, ta thu được bốn lời giải. Đó sẽ chính là bốn cái tọa độ cần tìm. Đó, thì em thế k bằng trừ 3 và k bằng 15 vào thì em sẽ có được là bốn cái tọa độ này. Tóm lại là x1 tức là điểm A thì sẽ có là x1 thì bằng căn 3 mà x2 thì bằng căn 3. Và điểm nó là điểm min bằng trừ 3. Đó, và tương tự điểm B thì ở góc phần tư thứ tư thứ thứ 3 thì nó sẽ bằng là trừ căn 3 và trừ căn 3 thì min của nó cũng sẽ trừ bằng là trừ 3. Còn tọa độ điểm C và điểm D là góc phần tư thứ 2 và thứ 4 thì ở đây sẽ là trừ căn 3, căn 3 và căn 3 trừ căn 3 thì hàm F của chúng ta đến lớn nhất là sẽ bằng là 15. Đó. Đấy thì cái cách làm theo phương pháp thứ nhất là như vậy. Thế còn cái phương pháp thứ hai ấy, là trước hết là chúng ta sẽ có là hệ hai phương trình như thế này. Và sau đó thì các em sẽ đạo hàm từng phần của cái hàm F này theo đến dx1. Từ đó em sẽ rút ra được là cái tỷ lệ dx2 trên dx1 giống như lý thuyết đã nói. Tương tự thì em cũng là tìm dg trên dx1 bằng 0, rồi em cũng tìm ra được cái tỷ lệ dx2 trên dx1 bằng từng này. Từ đó thì em ráp hai cái vế phải vào với nhau thì em sẽ có được phương trình thứ ba. Rồi em giải hệ phương trình 1 2 3 thì em sẽ có được là cũng là có bốn cái nghiệm của chúng ta là như vậy, giống hệt như thế. Thì tuy nhiên thì có vẻ là cũng khó, thì bây giờ là các em có phương pháp thứ ba là phương pháp mà thầy nghĩ là các em nên làm. Đó là các em liệt kê hàm F, hàm G. Sau đó thì các em tính cái vector gradient của hàm F, sau đó tính vector gradient của hàm G. Thì bây giờ là tại cái điểm mà tiếp xúc của hai đường cong này thì hai vector gradient này nó phải song song với nhau hay là trùng nhau. Mà để song song với nhau thì rõ ràng là cái tỷ lệ của cái ở đây 2x1 trừ 3x2 chia cho 2x1 thì bằng là trừ 3x1 cộng 2x2 chia cho 2x2 thì từ đây em được phương trình thứ ba. Từ đó em giải hệ phương trình 1, 2, 3 thì em cũng sẽ có được là bốn nghiệm như là trên hình vẽ, trên slide này. Thì đến đây thì thầy đã hướng dẫn cho các em là cũng khá nhiều những cái bài tập ví dụ về cái việc mà sử dụng cái phương pháp đồ thị để mà đi tìm các cái bài toán là tối ưu hóa mà có tổng quát, có các ràng buộc đẳng thức cũng như bất đẳng thức, thì nhưng mà ở cái dạng là có hai tham biến. Qua tham biến x thứ hai thì phương pháp đồ thị cũng khá là hay và nó rất là trực quan. Thế thì trước khi mà chúng ta nghiên cứu phần bài tập sẽ có một số những cái mẹo nhỏ để chúng ta sẽ vẽ đồ thị sao cho nó là một cách nhanh chóng. Thứ nhất là vẽ nhanh nhất, dễ nhất đó là vẽ đường thẳng các em. Nếu như đường thẳng của các em có phương trình là ax1 cộng bx2 bằng c thì em sẽ dễ dàng chuyển nó về ở cái dạng đó là em chia hai vế cho là c trên a, tức là c trên. Ở đây thì em sẽ chia tức là em sẽ chia cho là c chứ, em xin lỗi các em là các em chia hai vế cho c và từ đó thì em chuyển nó thành cái dưới mẫu thì em sẽ có là x1 chia cho là c chia a và x2 là c chia b và bằng 1. Thì từ đây thì cái phương trình đường thẳng của em thì rất đơn giản, đó là trên cái trục x1 thì em sẽ lấy cái tọa độ là c trên a và trên cái trục x2 thì em sẽ lấy tọa độ là c trên b. Thì từ đó em nối vào thì em sẽ có được là cái đường thẳng ban đầu chính là x1 cộng bx2 bằng c. Đó, thì cái điều này là nó rất là tiện lợi cho cái việc em vẽ hình, vẽ cái đường thẳng trên hình vẽ. Tiếp theo là về vẽ đường thẳng, vẽ đường cong ellipse thì các em nhớ rằng là phương trình của chúng ta là x1 bình trên a bình cộng x2 bình trên b bình thì bằng 1. Do đó chúng ta sẽ có là bán kính lớn và kính nhỏ. Bán kính lớn là a, bán kính nhỏ là b. Đó thì chúng ta cũng vẽ theo hai cái này mà vẽ một cách tương đối thôi là cũng được. Bởi vì nếu như các em vẽ máy hay là lập trình em vẽ máy thì nó chính xác, còn nếu không vẽ tay thì thường thì cho là phép tương đối, chỉ có điều là a với b thì phải đúng. Đó thì còn trong trường hợp tổng quát ấy, thì nếu như mà cái hình ellipse của các em mà cái tâm của nó mà không phải là trùng với lại gốc tọa độ ấy, thì mà nó có tọa độ khác thì ở đây thì các em chú ý cái phương trình của nó.
là x trừ đi h rồi cộng với y trừ đi k tất cả bình vân vân. Thì cái này thì các em nghiên cứu nha. Ellipse ở đây thì nếu có phương trình là x trừ h bình, tức là ở đây thì ellipse mà nó nằm ngang á, thì cái phương trình như thế này. Đấy, a đây, b đây và x trừ h y trừ k, tức là cái tọa độ, cái tọa độ của cái tâm ellipse là có tọa độ là hk, thì nó có phương trình như thế này. Và tương tự thì nếu như ellipse của em là ellipse mà nó dựng đứng lên á, thì lúc này thì vai trò trục b của các em sẽ nằm ngang mà vai trò trục a thì thẳng đứng. Như vậy thì với một phương còn nữa, đấy là phương trình ở dạng ellipse và ở dạng là chính tắc. Thế còn nếu như mà người ta cho em một cái phương trình là ellipse một dạng tổng quát thì có cái dạng như thế này các em này, tức là ax một bình cộng bx hai bình cộng cho cx một cộng cho dx hai cộng với e, một cái hệ số tự do bằng không. Các em chú ý là đây không có cái ở phương trình ellipse tổng quát, ở đây không có cái hạng tử là x một nhân x hai nhé, mặc dù nó cũng là bậc hai nhưng mà ở đây nó không có, nó chỉ có là ax một bình cộng bx hai bình cộng cho cx một cộng cho dx hai cộng với e bằng không. Thì cái điều kiện ở đây là a phải lớn hơn không, b phải lớn hơn không, và e của các em thì phải nhỏ hơn một cái là bc bình cộng ad bình chia 4ab. Thì ở đây thì các em sẽ chia cả hai vế, nói chung là như thế này, nói chung là các em sẽ biến đổi được, biến đổi như thế này thì em cũng sẽ đưa được cái về dạng chính tắc, đó là x một trừ h tất cả bình chia a bình và cộng cho x hai trừ k tất cả chia b bình. Thì với cái điều kiện là h thì bằng từng này, k bằng từng này, a bằng từng này, b bằng từng này, thì cái slide số 27 này là mục đích là để cho các em về nhà, các em sẽ làm bài tập về nhà và các em sẽ vẽ bằng tay. Còn đương nhiên trong bài thi thì sẽ không bắt các em nhớ những công thức như thế này, hoặc có thể người ta sẽ cho em, hoặc là sẽ không đến cái dạng bài ellipse tổng quát như thế này, hiểu vấn đề không? Còn bài tập về nhà thì mời các em biến đổi cho thầy, tính toán cho thầy và vẽ bằng tay cho thầy, vì ellipse này các em có thể vẽ tay được. Và tiếp theo là cách vẽ đường hyperbol. Hyperbol thì có phương trình là x1 bình trên a bình trừ x2 bình trên b bình bằng 1, với điều kiện là c thì sẽ bằng là căn của a bình cộng b bình. Thì các em sẽ vẽ được cái hyperbol bằng cách đó là cái trục nằm ngang là a, trục là thẳng đứng là b. Em sẽ vẽ được cái hình chữ nhật này và sau đó thì em sẽ tính được cái siêu kệ tiêu cự c và khoảng cách từ đây đến đây là từng này. Thì từ đó các em sẽ vẽ hai cái đường parabol, cái đường ở hai nửa parabol này thì nó sẽ tạo ra đường hyperbol. Rồi một cách khác nữa, một cái kiểu khác nữa là cách vẽ đường hyperbol cái tổng quát, đó là khi mà cái tâm của nó thì sẽ là x1 trừ h, tức là tọa độ là hk đó, hk. Và ở đây thì đường tiệm cận của các em thì sẽ có phương trình là x2 thì sẽ bằng là cộng trừ b trên a, b trên lớn trên a lớn của x1 trừ đi h và cộng cho k. Thì đây là đường tiệm cận, tức là hai cái đường tiệm cận của em này. Đó. Thì từ hai đường tiệm cận này thì em sẽ vẽ được cái đồ thị. Rồi là ngược lại thì đây là x2 trừ đi k tất cả bình trên a bình rồi lại trừ đi x1 trừ đi h bình phương tất cả bên trên b bình. Thì lúc này thì cái hyperbol của em thế này là nó lại theo phương thẳng đứng. Và đường tiếp cận của em thì sẽ là cộng trừ a trên b nhân x1 trừ h và cộng k. Thì khi mà vẽ được hai cái đường tiếp cận này rồi thì em lại vẽ cái đường hai cái đường parabol nó lại ở theo phương thẳng đứng như thế này để tạo ra được đường hyperbol. Đó. Và phương trình hyperbol tổng quát thì sẽ có dạng là ax1 bình trừ đi bx2 bình cộng cx1 cộng dx2 cộng e bằng 0, với điều kiện là a và dương và b dương. Và nếu như mà ở chỗ này thì nếu như mà cái bc bình cộng ad bình trừ đi 4abe mà lớn hơn 0 á, thì cái phương trình mà parabol em có thể đưa về thành chính tắc thì nó có dạng là x1 trừ h tất cả bình trên a bình trừ x2 trừ k tất cả bình trên b bình bằng 1, mà với h, k và ab thì được tính vào công thức này. Thì các em cũng sử dụng để các em làm bài tập về nhà. Còn nếu như mà ngược lại thì lúc này em sẽ lại là quay lại cái dạng chính tắc ở phía kia, tức là nó là dạng thẳng đứng ấy, hiểu? Đó thì cũng là giống tương tự như thế này. Rồi, như vậy thì đến đây thầy đã hướng dẫn cho các em xong bài ngày hôm nay. Đó là trước mắt là chúng ta giải bằng phương pháp đồ thị, nhưng mà đối với những cái dạng bài mà ràng buộc bất đẳng thức, được chưa nào? Thì ở đây bài tập về nhà của các em cũng sẽ có hai bài tập, một cái là một dạng là một cái dạng là ràng buộc bất đẳng thức. Đây là tuần thứ 9. Thì đây bài tập thứ nhất là bài tập trên lớp này. Thứ hai là bài tập về nhà 1. Thì bài tập về nhà 1 trên lớp thì nói chung là các em phải vẽ bằng tay và bằng MATLAB. Phải vẽ bằng MATLAB thế nào thì đến slide cái video sau thì sẽ nói. Nhưng mà nói chung thì ở đây bài tập trên lớp các em có 5 bài tập thì các em có thể vẽ tay được, bởi vì những cái hàm này là hàm hyperbol hay là hàm parabol hay là hàm đường thẳng thì thầy đã nói ở trong slide rồi, thì nó sẽ các em sẽ phải làm được. Còn về nhà thì các em sẽ phải chú ý bài tập về nhà, thì bài tập thứ nhất là các em phải tìm cái điểm cực đại cực tiểu theo phương pháp hình học. Và sau đó các em phải kiểm tra lại bằng phương pháp cổ điển KKT nhá.
chắc chắn là yêu cầu các em phải kiểm tra. Thì những cái bài này thì đã có đề ở đây thì nó sẽ gồm hầu như là gồm có 3 hoặc 4 cái 5 cái ràng buộc đó, thì các em sẽ giải bằng phương pháp đồ thị và sau đó là kiểm chứng bằng KKT. Nó có 30 đề. Đó, thì tất cả những cái ràng buộc này là ở dạng là bất đẳng thức. Được chưa nào? Đó thì về nhà các em sẽ làm bài tập thứ nhất là như vậy. Và sau đó thì đến bài tập thứ hai thì sau đây thì thầy sẽ hướng dẫn cái slide video thứ hai là để hướng dẫn các em giải bài toán là ràng buộc cả bất đẳng thức và đẳng thức.